Vâng, nhưng mà lại cái channel của mình. Và hôm nay thì là mình sẽ làm một cái series, mình sẽ quay như một chương trình ở thị trấn Đức Phổ nha. À, mình là Kato, còn đây là con mèo. Rồi bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi nha. Mình sẽ đi và hai bên đường có những cái công trình lớn và những cái đặc biệt đó là mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Đó các bạn, bây giờ mình đang đi từ cái hướng mà Phú Minh nha các bạn. Mình đi lên cái hướng tượng đài, là ở cái này là đường Phạm Văn Đồng nha. Nó tự đáng màn hình á. Sao ta? Miếng sao thì nó còn nhá này. Qua hai bên luôn. Đó các bạn, đây đã con đường gần nhà mình, ở nhà mình này các bạn, lát nữa tới nhà mình sẽ qua cho mình xem nha. Tới nhà mình chưa ta? Cái khu này nó cũng nhà cửa người ta xây cũng lớn đó các bạn. Tại vì ở đây cũng thuộc là cũng gần là trung tâm của thị trấn Đức Phổ á. Hồi trước cái đoạn này nó sẽ là người ta gọi là Gò Hội á. Gò Hội tại vì là ở đây là cái đoạn hồi trước á là nó giống như nó nhô lên cao các bạn. Xung quanh thì nó thấp, riêng ở cái khu đất này là cao đây, bên trái nhà mình nè. Đó bạn thấy không? Thấy cái nhà mà có mấy tôm màu xanh đó. Đó, 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 đó. Đó, nhà mình đó các bạn. Rồi, đây là tới bên phải là ngay chỗ cái bệnh viện Đặng Thị Trâm mới nha các bạn. Cái bệnh viện này thì hồi xưa là kỷ niệm mình gắn nó hơi bị nhiều luôn á. Rồi ra là đường để phải là đường Phạm Hữu Nhật nha. Còn bên trái là công viên. Đây mới xây nha các bạn. Đó, bạn thấy đẹp không? Rất nhiều hoa luôn. Thì ở video sau thì mình sẽ làm một video về cái công viên này. Các bạn xem review luôn nó có những gì. Đó, rất đẹp luôn các bạn. Nó sẽ có chữ mừng xuân canh tí. Có những con chuột nữa. Rồi còn ở bên phải là công viên A Mai Quảng Trường 8 tháng 10. Tới ngày lễ thì người ta hay tổ chức những lễ hội các bạn. Hồi trước có lễ hội Phật Đản á thì cũng tổ chức ở đây. Rồi đến có hoa thì nó nốt cũng bán ở đây luôn rồi. Bạn cứ đêm đêm á, cứ xuống này là thấy rất là nhiều trẻ em người ta vào chơi lấy mà có khu dành cho trẻ em á, xích lô rồi nón bông các kiểu rất là nhiều. Đó thì lấy thấy cái đoạn bên trái nó sẽ có một cái khu kỷ niệm quân sự, nơi mà kỷ niệm vụ quân sự nha các bạn. Có thể nhỏ nhưng mình phải chỉnh to lên. Còn ở đây gọi là gì mèo? Quên hả? Cái đây mới là con vướng. Không, cái này là tượng đè. Đúng hả? Đúng không? Cái này gọi là tượng đè đây. Đó, khu lưu niệm tượng đài ghi ơn liệt sĩ. Khu tưởng niệm liệt sĩ Đức Phổ. Còn cái này là thư viện nghe, thư viện mới xây á. Ủa thư viện nó làm gì chẳng? Thư viện chưa có mở cửa. Dũng nó đi thấy đúng không? Nó quan trọng đúng không? Ừ. Thư viện này là chỉ mới xây xong thôi. Đó thì các bạn đi thẳng xuống á là nó gặp một cái vòng xoay ngã tư nè. Thì chợ thẳng nó vẫn là Phạm Văn Đồng nha các bạn. Nó thông ra miết tới gần cái cầu Bào Phú Hòa luôn á. Cái đường này thì hồi trước là nó biết cái không có thông, bây giờ người ta xây dựng lên nó thông ra luôn rồi nè. Đoạn này mới gọi là trung tâm của thị trấn này các bạn, những cái cơ quan nhà nước là ở đây hết. Quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển đất, kho lưu trữ tài liệu, mình cũng chẳng biết nó làm gì nữa.
nó là phòng nội vụ huyện á, à, phòng nội vụ huyện cũ vô chứ vụ á, phòng nội vụ cũ. Ờ má ơi, vừa tới mà nói ngã luôn. Người ta đỡ. Ê, ngon kìa, mong kìa. Chưa hết á. Tôi chú nó hoài nghe. Ừ, tôi qua bên này. Chú bị qua bên này. Ê, vừa cho nó có cần. Thì nó bắn như thế này mà. Me nhiều dưới ta. Me đúng không? Ừ. Me để dưới bay. Me nào để chân. Có me ngồi ra đẹp nhất. Thằng me là đẹp thôi. Ơ, cái này là gì ta, đẹp quá hả? Công ty đồng vòn vậy thư. Mới xây xong luôn, cái này đang xây nè. Còn dưới đây là căn báo này các bạn, căn mini nhân người, nó sẽ tập trung ở cầm mi đồng xanh. Cái này gọi là đó, đây là nhà máy may Vinatech, công ty cổ phần may Vinatech Đức Phổ. Đông không em? Của mấy ngàn công nhân. Đường này thì mới khai đó các bạn, đây cũng chưa quy hoạch gì. Cái này có gọi là đường Phạm Văn Đồng không? Đó là Phạm Văn Đồng á. Đúng rồi. Không để, không có nhà chứ không. Hồi trước mình đâu biết đâu. Ừ. Dạ, lấy sang qua một con đùa á. Ừ. Thấy nó ghi Phạm Văn Đồng không biết. Ừ. Ủa có gì chứ nè. Thôi hồi gì. Qua cầu bào là khu này là khu gì mới xây, khu gì này là người ta để xây hay khu nhà đúng không? Cái khu đô thị rồi, khu đô thị mới rồi. Không biết nó gọi là gì nhưng mà nói chung là nó quy hoạch một cái khu dân cư á, khu gọi là bào sen như đó. Khu bào sen để hôm sau mình sẽ vào đây mình quay từng khu cho mình xem luôn. Đường này người ta xài như thế nào. Mới xây đường này. Đây gọi nó là cầu gọi đang là cầu bao hả? Cầu bao. Cầu bao. Đặc biệt cũng là cầu bao luôn nè. Thì nha cầu nó đi qua một cái sông mà. Đúng không? Nghe cầu ở sông sông. Người ta đặt cùng tên luôn.